Tiếp tục trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho bạn các công cụ về gióng trong phần mềm AutoCAD 2015. Trong bài học lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn các công cụ về Snap, tức là bắt điểm. Thì ngoài bắt điểm, gióng cũng là một trong những công cụ quan trọng giúp các bạn vẽ chính xác hơn. Thì trong AutoCAD nói chung và AutoCAD 2015 nói riêng thì chúng ta có hai công cụ bắt điểm. Một là công cụ Auto Mode, phím tắt là F8. Hai là công cụ ISO Wrap, phím tắt là ở đây thì không có phím tắt rồi. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ học về cái chế độ Auto Mode này. Hiện tại nó đang được tắt đi. Mình sẽ sử dụng lệnh Line. Các bạn thấy rằng khi chúng ta sử dụng lệnh Line để vẽ thì chúng ta có thể hoàn toàn vẽ theo cái phương chiều tự do này. Tuy nhiên khi mình ấn F8 để bật chế độ Auto Mode lên, các bạn thấy rằng chúng ta sẽ chỉ vẽ được theo cái chiều 90 độ mà thôi. Đấy, đấy. Đấy. Đấy là cái chức năng Auto Mode. Đấy, chúng ta F8. Ngoài ra, chúng ta sẽ có cái chế độ ISO Wrap. Đấy, các bạn thấy kích vào đây. Thì chế độ ISO Wrap này chúng ta sẽ có các chế độ là ISO Blend Left, ISO Blend Top và Right. Mình sẽ sử dụng chế độ ISO Blend Left chắc nhá. Đấy, mình bật nó lên. Mình sử dụng lệnh Line. Lưu ý rằng cái chế độ này nó sẽ kết hợp với chế độ Auto Mode. Đấy. Và khi chúng ta thử vẽ này, các bạn thấy khi chúng ta đưa lên nhá. Này như thế này chẳng hạn. Thì nó sẽ tạo cho chúng ta những cái đường song song để chúng ta phải gióng như thế này. Đấy, 90 độ nhá. Hoặc chúng ta đưa sang trái này. Đấy, các bạn thấy không? Thì nó sẽ tạo ra được những cái đường. Đấy, có góc nghiêng là 150 độ. Hoặc mình đưa xuống thế này này, thì sẽ góc nghiêng là 330 độ. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Việc sử dụng công cụ này sẽ giúp các bạn vẽ được những cái đường có cái góc nghiêng với cái bộ số là 30 độ. Đấy, các bạn thấy như này là đấy. Hoặc chúng ta sử dụng công cụ Excel Blend Top chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy. Đấy, chúng ta sẽ vẽ được đường góc nghiêng như này. Đấy. Đấy, góc nghiêng đầu tiên nhá là 30 độ này. 150 độ này. 210 độ này. Và 330 độ. Đấy. Hoặc chế độ cuối cùng, chế độ ISO Blend Right. Đấy, nó sẽ ngược lại cái top. Đấy. Thấy không? Đấy. Nó sẽ gồm 30 độ và 210 độ. Nghĩa là cái bộ công cụ ISO Wrap này này, nó sẽ giúp cho bạn vẽ những cái đường song song mà nghiêng với một góc 30 độ. Đấy. Và nó sẽ gồm chế độ ISO Blend Left, ISO Blend Right. Đấy. Và cái thằng ISO Blend Top này nó sẽ kết hợp với các cái ISO Blend Left, ISO Right. Đấy. Và lưu rằng cái chế độ này nó kết hợp với cái phím F8 Auto Mode. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản về các chế độ gióng trong phần mềm AutoCAD 2015. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.